Hello, xin chào mọi người. Bây giờ là hàng về nha mọi người. Hàng về không ai sắp xếp hết. Nhân viên giờ này là nghỉ trưa rồi. Con làm gì con? Dạ con đang xếp nè. Sang rung mấy bỉ đây. Cái đó cái gì vậy con? Còn không biết nữa. Cái đó là ủ tóc nha. Ủ tóc nhân sâm XY. Con xếp chi vậy? Con xếp á, tại vì con xếp để mẹ chiều mẹ đóng hàng này nó nhanh. Mẹ xếp cái đây là nó nhanh luôn. Không cần xếp mấy cái dưới rồi bật đi kia cho nó lâu đúng không? Ủa vậy hả con? Ừ. Con đếm với mẹ thử mấy hũ. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 hũ. Thôi 8 hũ bỏ vô thôi nha. Đủ 10. Còn nhiều thời gian, thôi xếp luôn. Còn 5 thùng nữa con làm không? Con làm luôn mẹ. Trời ơi, nghe câu này cưng xỉu luôn mọi người. Ủa mấy hũ đậu? 2, 4, 6, 7, 7, 8. Mai mốt con lớn lên con làm gì con? Con ước mơ của con là lớn lên con sẽ thành ca sĩ và thường tất cả các tiếng và đi người mẫu. Wow, đi người mẫu luôn. Wow. Còn gì nữa không con? Năm nay con học lớp mấy rồi? Năm nay con học lớp 3. Mười hũ. Đủ 10 hũ nha, đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đủ. Mọi người ơi, mọi người nhớ ủng hộ ba mẹ con nha. Để con có tiền ba mẹ con có tiền và con sẽ đưa con nha. Ủa, mọi người rất là nhiều nhanh. Thế đã hay mọi người ơi. Ủa, tắt. Không học bài mà xuống đây làm gì vậy? Xuống là anh thích làm. Thấy ông ba chạy á, đuổi theo luôn. Thấy ông ba chạy đuổi theo bye bye. Sau đó là vô phụ mẹ là làm hàng hả? Đúng rồi. Giờ mình lên học cho sao nữa. Đi học đi. Giờ là con gái chạy lên học bài mọi người. Nhớ ủng hộ kênh của em nha.